Thời gian qua, nhiều địa phương ở giáp biên giới với Trung Quốc như là Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai đã ra sức ngăn chặn buôn lậu gia cầm từ Trung Quốc. Tuy nhiên, gà nhập lậu vẫn được ồ ạt đưa về. Vì sao lại như vậy? Và câu chuyện dưới đây sẽ giúp quý vị hiểu được phần nào. Số liệu thống kê của Cục Chăn nuôi trong năm 2014-2015, thịt gà các loại nhập khẩu chủ yếu từ Hoa Kỳ, Brazil và Hàn Quốc. Trong đó, gà nguyên con có giá trước thuế là 18.000 đồng 1 kg, cánh gà 38.000 đồng 1 kg, các loại chân, lườn ức khoảng 13.000 đồng 1 kg. Trong cái nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi thì đến năm 2015 thì tổng cái lượng thịt gà nhập vào Việt Nam chỉ có 95.000 tấn. Tuy nhiên, Hiệp hội Chăn nuôi cho rằng con số thực tế gà nhập khẩu có thể lên tới 2 triệu tấn, chủ yếu nhập lậu từ Trung Quốc. Người kinh doanh đang hưởng siêu lợi nhuận khi nhập khẩu gà thải loại, gà bệnh từ Trung Quốc. 1 kg gà nhập khẩu lậu giá chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng, khi vận chuyển chót lọt vào sâu trong nội địa có thể bán với giá 50 đến 60.000 đồng 1 kg. Trong rất nhiều năm thì hàng lậu, hàng gà thải loại kém chất lượng vân vân. Chúng ta đã cấm hẳn nhưng vẫn không kiểm soát nổi. Qua một quá trình theo dõi tương đối nhiều năm thì tôi thấy rằng là ở Trung Quốc khi đã xảy ra một số những cái dịch bệnh cúm gia cầm thì sau đó một thời gian có thể xảy ra Việt Nam, và như thế thì phải chăng có thể do những cái sản phẩm cũng như là cái con giống gia cầm nhập qua tiểu ngạch để có thể đưa cả cái dịch bệnh nó sang Việt Nam. Theo Hiệp hội Chăn nuôi, trung bình mỗi năm có khoảng 3 triệu tấn sản phẩm gia cầm như chân, cánh, mề tạm nhập, tái xuất vào nước ta để xuất chủ yếu sang Trung Quốc. Thế nhưng không ít trong số đó khi xuất sang Trung Quốc đã bị cơ quan chức năng phát hiện tuồn trở lại Việt Nam tiêu thụ, thậm chí có những lô hàng cách đây hàng chục năm.